Vâng, có thể thấy là một mùa tụ trường đã bắt đầu quay trở lại và mang trong lòng chúng ta rất nhiều những cảm xúc đặc biệt bồi hồi khó tả. Không chỉ là các bạn nhỏ đâu, khoảng thời gian đi học được cấp sách đến trường là một trong những ký ức rất đẹp của mỗi cuộc đời con người. Cũng bởi vậy mà mùa khai giảng lại là một dấu ấn vô cùng đặc biệt, luôn là dịp được rất nhiều học sinh chờ đợi dù là ở thời xưa hay là thời nay thưa quý vị. Cứ nhắc tới ngày mùng 5 tháng 9, mùa khai giảng và nó thật trùng hợp làm sao nó lại đúng vào mùa thu, khoảng thời gian mà đẹp nhất ở trên cả nước. Và đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cho ngày khai giảng luôn là một những cái khoảng thời gian rất đặc biệt, khiến người ta cảm giác khó quên, bồi hồi cũng có, bỡ ngỡ cũng có. Những giây phút mà mình nghĩ lại mình thấy ôi sao cái ngày đó nó có nhiều cái cảm xúc mà thú vị tới như vậy. Và đó cũng là lý do khi người ta nhắc tới ngày khai giảng, đó là một trong những ký ức rất đẹp. Ngày xưa và ngày nay, dù cho những ký ức khai giảng có phần khác nhau nhưng luôn khiến cho người ta cảm giác đầy bồi hồi. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng lại để theo dõi những hình ảnh, những lễ khai giảng của ngày xưa và ngày nay khác nhau như thế nào. Lễ khai giảng đầu tiên được tổ chức chính là ngày 5 tháng 9 năm 1945, 3 ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới. Cũng kể từ đây, ngày 5 tháng 9 trở thành ngày hội khai trường của học sinh trên khắp cả nước. Mỗi thời, tùy hoàn cảnh điều kiện khác nhau, nhưng lễ khai giảng luôn được tổ chức trang trọng, là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Khoảnh khắc nghe tiếng trống khai trường rộn rã vẫn vô cùng thiêng liêng, tạo động lực để học sinh và thầy cô bắt tay thực hiện mục tiêu của năm học mới. Dù hiện nay, ngày khai giảng không còn là ngày đầu tiên tựu trường vì học sinh đã đi học trước đó cả tháng, nhưng nó vẫn là một dấu mốc quan trọng, vẫn còn đó sự háo hức của con trẻ với các phụ huynh. Bên cạnh việc đưa con em đến trường thì có lẽ cũng bồi hồi, xúc động khi nhớ về kỷ niệm của một thời cắp sách đã qua.